Sữa mẹ của cá nhà táng là loại sữa mạnh nhất trong thế giới động vật. Quá trình tăng cân diễn ra nhanh chóng không tưởng. Nó có thể giúp bé cá nhà táng tăng đến 50 kg chỉ trong một ngày. Không chỉ có vậy, lượng sữa mẹ tiết ra cũng vô cùng lớn. Mỗi lần tiết sữa có thể lên đến hàng chục lít. Đặc biệt, sữa này đặc như phô mai. Dù ở trong nước biển, sữa cũng không tan ngay mà vẫn giữ được kết cấu, giúp bé cá nhà táng dễ dàng uống trọn từng ngụm. Mẹ cá nhà táng có thể sản xuất loại sữa đặc biệt này là nhờ chế độ ăn giàu dinh dưỡng hàng ngày. Sau khi gửi con cho những con cá voi khác chăm sóc, mẹ cá nhà táng hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu hành trình săn mồi để tìm thức ăn. Cá nhà táng phải lặn xuống độ sâu hơn 1.000 m. Theo tài liệu ghi chép, một con cá nhà táng trưởng thành có thể nín thở dưới nước lên đến 2 tiếng và lặn sâu tối đa khoảng 2.200 m. Khi lao xuống sâu, cơ thể cá nhà táng bắt đầu thay đổi, áp lực nước càng lớn khi xuống sâu hơn. Nội tạng của nó bị ép lại mạnh mẽ để tránh tổn thương do áp suất nước. Cá nhà táng tiết ra một chất đặc biệt để bảo vệ nội tạng. Món ăn yêu thích của chúng là những con mực khổng lồ dưới biển sâu. Những con mực này rất tinh danh, nhưng cá nhà táng có thể dùng sóng âm để định vị con mồi. Sau 1 giờ săn mồi, mẹ cá nhà táng quay trở lại với bụng đầy thức ăn, hít một hơi nữa rồi bơi về phía con mình. Bé cá nhà táng mừng rỡ, bơi nhanh về phía mẹ, cuối cùng cũng được uống sữa mẹ. Trong một gia đình cá nhà táng, mỗi bé sơ sinh đều là bảo vật quý giá, được cả gia đình yêu thương, chăm sóc tận tình. Những con cá nhà táng đã qua đời không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một sinh mạng mà còn mở ra một vòng tuần hoàn sinh thái mới. Đây là một con cá nhà táng nặng hơn 30 tấn, cơ thể của nó đang dần phân hủy. Sự ra đi của nó không chỉ là kết thúc một cuộc đời, mà còn là khởi đầu cho sự phát triển của vô số sinh vật khác. Thịt của nó trở thành nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài dưới biển sâu. Một vòng tuần hoàn tự nhiên tiếp tục diễn ra, chậm rãi chìm xuống đáy biển. Đáy biển tĩnh lặng bấy lâu nay sắp sửa hồi sinh một sức sống mới. Một con cá mập sáu mang đói suốt một năm, dựa vào khứu giác nhạy bén, là kẻ đầu tiên phát hiện xác cá nhà táng. Đối diện với món quà từ thiên nhiên, cá mập sáu mang lao đến xé xác ngay lập tức. Mỗi cú cắn của nó lại làm máu tuôn ra nhiều hơn trong nước. Điều này cũng có nghĩa là nhiều cá mập sáu mang khác sắp kéo đến. Chúng tranh giành, húc đẩy nhau, mỗi kẻ đều muốn độc chiếm bữa tiệc này. Thế là cuộc chiến giữa bầy cá mập sáu mang nổ ra. Nhưng trong điều kiện thức ăn dồi dào, chúng cũng không đánh nhau quá dữ dội, bởi vì quan trọng nhất vẫn là làm đầy bụng. Chỉ sau 24 giờ, bầy cá mập sáu mang này đã ăn hết gần 1/3 lượng thịt cá nhà táng. Cá mập sáu mang được xem là loài lười biếng nhất. Bữa ăn này của chúng có thể đủ để sống tiếp một năm nữa. Sau khi bầy cá mập rời đi, những con cua nhện cũng chậm rãi bước đến với đôi chân dài của mình. Cua vàng cũng nối gót theo sau. Chúng phát hiện xác cá nhà táng chẳng kém gì cá mập, chỉ là chúng di chuyển chậm hơn mà thôi, không thể nào so với cá mập được. Cua nhện nhanh chóng cắt lấy một miếng thịt lớn, sau đó lặng lẽ quay về hang. Trong khi đó, cua vàng vẫn tiếp tục cạo thịt từ xác cá nhà táng. Trong suốt tháng tiếp theo, đáy biển này trở nên vô cùng náo nhiệt. Hơn hàng trăm loài sinh vật đáy biển kéo đến tham gia bữa tiệc, đồng thời thu hút nhiều kẻ săn mồi đến để ăn thịt những con cá nhỏ. 4 tháng sau, xác cá nhà táng chỉ còn trơ lại bộ xương, nhưng cả bộ xương này cũng không bị bỏ phí. Những con giun xác thối tiết ra dung dịch ăn mòn để thấm vào xương. Chúng khoét đường hầm vào trong xương cá nhà táng, rồi ký sinh bên trong để ăn phần mỡ còn sót lại. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm, cho đến một ngày nào đó trong tương lai, bộ xương nặng 30 tấn này sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi. Thế nhưng toàn bộ xác cá nhà táng này lại duy trì hệ sinh thái nơi đây gần một thế kỷ. Nó đem lại nguồn dinh dưỡng cho vô số sinh vật sống dưới đáy biển. Vì thế, cái chết của cá nhà táng được xem là cái chết dịu dàng nhất trên thế giới. Ý nghĩa sinh thái của hiện tượng này vượt xa hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.